Số của bao nhiêu phần trăm là khác nhé, tôi thì có tìm nhé. Tại vì bao nhiêu phần trăm á thì chúng tôi nghe trong một ba câu, ba câu ha, một câu lý thuyết, hai câu bài tập hoặc là một câu lý thuyết, một tình huống, một bài tập. Đấy, đó là 30%, được không? Còn lại 60% thì chúng ta sẽ kiểm tra tới 4 câu, thời gian của chúng ta là 90 phút. Quý vị nha, còn giữa kỳ thì chúng ta nếu hai ca thì chúng ta trong vòng khoảng 75 cho đến 90 phút. Tại vì chúng ta còn thay đổi ca rồi cái độ trễ giữa các thời gian giữa hai ca. 75, khoảng 75 phút. Được không? Thì như mấy chị ha, ba câu nha, nhớ ba câu ha. Vậy giữa kỳ thì chúng ta giới hạn từ bài tập á, thì chúng ta giới hạn chương 2 và chương 3. Được chưa? Rồi lý thuyết á thì phần chúng ta sẽ giới hạn từ chương 1 cho tới chương 2 đó. Chương 1 cho tới lý thuyết thì chúng ta giữa kỳ thôi nha, đang nói giữa kỳ nha, và chúng ta bỏ chương 4, chương 5, chương 6. Mỗi câu chúng ta hay được. À, tình huống thì tí nữa chúng ta học cái chương này chúng ta sẽ hướng dẫn cho mấy chị cách dùng tình huống. Đó. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta là 4 câu ha, một câu mỗi câu chúng ta 2.5 và 3 cái điểm là 0.25. À, 0.25. Mấy chị thi cuối kỳ thì mấy chị giống như không thi cuối kỳ vậy. À, sau khi giảng xong thì bên khoa dự sẽ gửi cái danh sách của mấy chị qua phòng đào tạo, phòng đào tạo sẽ lên số công dân, lên số công dân ha, rồi sau đó mấy chị có số công dân mấy chị thì giống như có kiện mấy chị tưởng tượng như thế vậy, được không? Rồi sau đó thì cuối kỳ thì hai giáo viên chấm một bằng và chấm lần lần với nhau, và sau đó kiểm tra lại cái kết quả với nhau. Mức độ sẵn sàng hơn càng cho về mình thì chúng ta cố gắng hết cơ điều kiện của chúng ta để nó không không thời gian, đó là kế hoạch của chúng ta. Rồi chưa, bây giờ cho các bạn ngủ cái gì hoặc là không thì mấy chị có hỏi cái gì không?